Bé bút đồ nhịn bà ngoại bằng cách lạy phụ bà mỗi khi nhà có thờ cúng. Đây là gấu, biệt danh hay gọi ở nhà là bé gấu, là một bé chó thuộc giống bút đồ thông minh lanh lợi. Hồi đó lúc mình đón bé về là chỉ có bà ngoại đồng ý cho ở lại trong căn nhà này, chứ ai cũng xa lánh. Bà nói rằng do thương cháu, với thấy mặt nó cũng sáng sủa thông minh. Bởi vậy nên bây giờ lúc nào nó cũng đeo bám bà ngoại. Để làm chi? Để được xin ăn như vậy nè, vừa được tiếng cháu ngoan, vừa được miếng ăn nữa thì ai lại chả thích. Nên tới cái mức mà hôm nay bà mang gà ra cúng nên phải ngồi vái lại. Nó thấy thế cũng chạy ra, ngồi vái lại theo, mà không biết nó có cúng phụ bà thật không hay là vái để tí nữa được xin cắn một miếng vô cái đùi con gà luộc kia. Nhìn cái tư thế vái không có miếng giả trơn nào hết trơn luôn đó, giờ mới thấm cái câu nói là khôn như chó là có thật. Bà hay tâm sự với mọi người là bà thương cháu nhất nhà. Nhưng bạn biết không, từ hồi đón nó về tới giờ, mình mới nhận ra người cháu mà bà hay nhắc đến là thương nhất nhà ấy không phải là mình, mà là bé bút đồ này nè mọi người. Có đau lòng chưa? Đúng là nuôi ong tày áo mà. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.